Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cờ Tướng. Tân xin giới thiệu với các bạn trận đấu chung kết giải bão Amboi 2021 giữa hai kỳ thủ Đường Đăng và Trần Hành Lâm. Trận đấu diễn ra 5 trận theo thể thức cờ nhanh 15 phút cộng 3 giây. Tuy nhiên trận đấu sẽ dừng lại nếu phân định được kết quả. Ví dụ như một trong hai kỳ thủ thắng được 3 trận. Trận đầu tiên kỳ thủ Trần Hành Lâm đi tiên đã diễn ra với tỷ số hòa nên kênh không đăng. Mời các bạn xem các ván đấu còn lại. Trận đấu bắt đầu. Chi 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 将军 吃, 吃, 吃 吃, 吃
将军。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 吃。将军。吃。Các bạn lưu ý, tên kỳ thủ để bên bảng màu nào sẽ cầm quân màu đó. Cân thưởng quay bảng cờ của kỳ thủ được quan tâm hơn về phía các bạn dù kỳ thủ đó cầm quân đỏ hay đen để tiện việc theo dõi. Chứ. 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 Chứ.将军。吃。将军。
吃 将军 吃 吃 将军 吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃 吃
đến đây vào thế buộc phải mất quân, Trần Hành Lâm buông cờ nhận thua. Về giành chiến thắng trận này, Đường Đang đã thắng chung cuộc 7-1, mà không cần phải đấu thêm ván thứ 5. Chúc mừng Đường Đang đã xuất sắc giành chức vô địch giải bảo Amboy 2021 năm nay. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn cùng phân tích và bình luận những ngược đi hay dở của ván cờ, cũng như đặt câu hỏi về những ngược đi. Thế đánh nào mà bạn chưa hiểu để admin chuyên mục trả lời nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.